Thế nào đều xin kính chào tất cả các bác. 79 triệu còn 63 triệu 900 ngàn đồng. Đó chính là giá của bộ combo khuyến mại gồm có loa Calib RP8000F phiên bản thế hệ thứ 2. Chúng ta sẽ ghép với âm ly Camrys CXA81. Và bây giờ thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay về các thiết bị có trong cái buổi phối ghép này. Trước mặt các bác là đôi loa Calib RP8000F phiên bản thế hệ thứ 2. Nó có chiều cao lên tới khoảng xấp xỉ 110 cm. Đây là một đôi loa cột có thể gọi là khá lớn. Và nó là dòng sản phẩm có thể gọi là cao nhất trong cái series 8000 này. Ở dưới nó thì chúng ta sẽ có 6000. Nhưng mà các bác lưu ý là hãng này đã ra đến thế hệ thứ 2 rồi và sẽ có một số cải tiến nhỏ. Ví dụ như cái loa này nó được trang bị thêm một cái cặp đấu loa ở phía đằng sau. Tức là đây là cái cặp để chúng ta đấu cái loa Atmos. Chúng ta có thể đặt cái loa Atmos ở phía trên. Vì cái dòng loa này được thiết kế là dòng loa để cho chúng ta có thể nghe nhạc và cả xem phim luôn. Vì vậy nên chúng ta có thể mua thêm một cái loa Dolby Atmos đặt ở phía trên và gắn nó vào phía sau loa. Tiếp theo là hãng đã cải tiến cho cái phần silicone này, cái phần kèn này. Nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp silicone ở phía bên ngoài. Nó ra rộng hơn để tăng cái mức độ lan tỏa âm thanh. Rồi tiếp theo là hệ thống củ loa thì trông có vẻ không có gì khác. Với vẫn là những cái củ loa có màu vàng đồng, trông rất là bắt mắt. Họ sử dụng một cái kết cấu gọi là loa có 3 củ loa tất cả và là 2,5 đường tiếng. Trong đó hai cái woofer này có đường kính là 20,3 cm cho mỗi một cái woofer. Cái woofer ở dưới cùng thì sẽ thể hiện tiếng trầm. Cái woofer ở trên chúng ta sẽ thấy là loa sẽ phát ra tiếng trung trầm. Và cái woofer ở trên cùng sẽ chỉ thể hiện giải cao thôi. Và nó được làm bằng vật liệu là titanium. Rồi và đặt trong một cái họng kèn. Cái thiết kế này đem đến cho cái loa Calib này độ nhạy trung bình của cả loa rất là lớn, lên tới là 98 dB. Với một cái độ nhạy lớn như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng ghép với những âm ly có công suất hơi nhỏ một chút, nhưng mà đánh vẫn rất là thoải mái. Vì độ nhạy cao thì không ăn quá nhiều công suất của âm ly. Đấy là một cái lợi thế, nó rất là dễ phối ghép. Đồng thời ở đằng sau thì chúng ta có đến hai lỗ thông hơi để có thể đẩy nhanh cái luồng khí thoát ra phía đằng sau. Chúng ta cũng cần đặt cách tường sau một khoảng, ví dụ như khoảng tầm 50 cho đến 1 mét là sẽ là rất là lý tưởng. Ở đây thì họ cũng trang bị cái phần chân này rất là chắc chắn, và dường như là cái loa này được đặt hơi chếch chếch lên phía trước chứ không hoàn toàn là bằng phẳng, để cho chúng ta có một cái góc khi cả đứng nghe cũng vẫn hay mà ngồi nghe cũng vẫn rất là ổn. Rồi thông số của loa thì là độ nhạy 98 dB, trở kháng 8 ohm. Và mức công suất mà loa này yêu cầu và đánh liên tục là 150W. Còn mức công suất peak power trong một thời gian ngắn nó lên tới 600W. Vì vậy đây là một đôi loa có thể chơi tốt ở không gian rộng và nó có thể cho được cái mức âm lượng rất là lớn. Rồi chúng ta sẽ đến với giải pháp phối ghép. Thương hiệu Camrys Audio là một thương hiệu có thể gọi là thương hiệu của Anh Quốc rất là lâu năm rồi. Họ đã có nhiều năm kinh nghiệm về làm các cái thiết bị âm ly và đầu đĩa. Phải nói rằng là Camrys họ đánh mạnh vào cái phân khúc giá kiểu như tầm trung ấy, tức là cái tầm phổ thông, nó không phải là đánh vào cái phân khúc high-end. Và họ làm rất là tốt ở cái phân khúc của họ. Những cái dòng sản phẩm âm ly Camrys thường cho chúng ta một cái âm thanh nghe rất là trong trẻo, mượt mà, nó nhẹ nhàng thôi. Và tiếng trầm các thứ nó rất là vừa phải, cảm giác nó rất là ăn nhập với nhau. Tiếng nói chung là rất là thanh thoát. Và hình thức thì trông có một cái nét kiểu châu Âu, tức là họ làm kiểu đơn giản, không có nhiều cái nút ấn, không có nhiều nút vặn. Cái màu này là một cái màu mà đang được rất là ưa chuộng. Cái màu này là một cái màu theo kiểu là Luna Grey, tức là màu xám mặt trăng, hay là chúng ta có thể gọi là màu xám nòng súng ấy, hay là màu xám lông chuột. Nhưng mà cái sắc màu này nó là một sắc màu được ưa chuộng gần đây. Từ xe máy cho tới ô tô, xe hơi, các thiết bị âm thanh cũng đang trang bị rất là nhiều cái màu xám này. Trông nó có một cái gì đấy rất là sang trọng và lịch sự. Ngoài ra thì để ý kỹ là họ còn sơn kiểu nhũ bóng, nên là cái phần hoàn thiện này rất là tốt, sờ rất là mượt. Chiếc âm ly này nó có tên mã là CXA81, tức là nó có mức công suất là 80W ở trở kháng 8 ohm cho ra 2 kênh. Và chiếc âm ly này hỗ trợ đánh cùng một lúc lên tới 4 loa, tách riêng speaker A và speaker B, đánh cùng lúc được là 2 cặp loa. Và thêm nữa rằng đây là một chiếc âm ly nó hỗ trợ cho chúng ta có thể chơi nhạc thông qua giao tiếp là Bluetooth Qualcomm aptX HD. Ngoài ra nó có cái bo mạch giải mã, cho nên chúng ta có thể cắm những cái thiết bị như là ví dụ như chúng ta có thể cắm âm thanh từ TV vào đây này, âm thanh từ một cái bộ cơ đĩa CD vào đây cũng được này. Và đấy, chúng ta còn có thể có cắm được cái đường USB DAC nữa, rất là tiện lợi để khai thác được tốt hơn cái DAC ở trong này.
và giải mã lên tới là PCM 32 bit 384 kHz và DSD 256. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử xem cái cấu hình có giá 63 triệu 900 ngàn đồng này cho âm thanh ra sao. Người yêu ơi còn nhớ không, chuyện ngày xưa đã qua màu, mình hẹn hò yêu mãi nhau, cho dù năm tháng dài. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, rồi tình yêu cũng bay đi, người xa xôi như bóng mây, lời hẹn đầu tôi nhớ thôi. Đời cho nhau bài hát cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần xưa chót giận nhau. Bài cuối cho người tình, bài cuối ta cho mình, nửa hồn ta ngơ ngác bao giờ vơi nhớ thương. Bài cuối cho người tình, từ đây bước đăng trình, đường đời nghe hoang vắng, thời gian âm thầm trôi. Cánh buồm một chút đã cô đơn, gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tim, sông có nghĩa gì đâu nếu chiều nay chẳng đến, dù sống đã làm em nghiêng ngả vì anh. Xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn, gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều đến tim, sao có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến, dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì chiều nay anh chẳng đến.
sống đã làm em nghiêng ngả vì anh. Qua những bài nhạc mà các bác vừa nghe thì hệ thống kết hợp giữa loa Clip RP8000F Mark 2 chúng ta ghép với âm ly CX-81 sẽ cho ra một cái thứ âm thanh nghe nó rất là trong trẻo, nghe nó rất là mướt và nói chung là hơi thiên sáng một chút đấy, để phù hợp với những cái bản nhạc mà có nhiều giọng ca nữ cũng như tiếng trầm xuống được tương đối sâu, vì loa này là một cái đôi loa có cái kích thước thùng loa rất là lớn và loa trầm cũng rất lớn và lại có thể dùng được cho những cái phòng khách lên tới khoảng 40-45 m². Xin mời các bác tới tận nơi để có thể nghe thử, trải nghiệm và có thể chọn lựa được sản phẩm ưng ý. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.